Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 2. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân xã Nam Cường tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2022. Câu chuyện về một trạm trưởng trạm y tế luôn tận tâm hết mình vì công việc. Giá xăng dầu liên tiếp tăng khiến đời sống của lao động tự do và lao động có thu nhập thấp thêm khó khăn. Xăng tăng mà buôn bán nó không có công mấy, nói thật công không được bao nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2022. Đây là địa phương tổ chức ngày hội điểm theo chỉ thị số 03 của tỉnh ủy và kế hoạch số 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nam Cường là xã ven biển của huyện Tiền Hải. Trong những năm qua, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nơi vùng biên giới biển đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Với chức năng tham mưu, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thái Bình cùng các lực lượng địa phương tổ chức tuần tra bộ, kết hợp đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp giải quyết đấu tranh triệt phá hàng chục vụ về an ninh trật tự, củng cố nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ xây dựng hai nhà đại đoàn kết với số tiền trên 60 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế, tặng quà và đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Tiền Hải tặng 20 suất quà, 4 nhà đại đoàn kết, 16 con lợn nái sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đi thăm chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm chúc mừng tại Sở Y tế Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ y bác sĩ các đơn vị, ghi nhận những vất vả và nỗ lực của các đơn vị y tế trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời mong muốn Sở Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tốt nhất để thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác y tế trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo huyện Hưng Hà đã đi thăm tặng quà một số đơn vị y tế trên địa bàn, ghi nhận những cố gắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc đã và đang là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, giữ an toàn trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Trung tâm Y tế huyện, khu điều trị thu dung F0 không triệu chứng của huyện, Trung tâm nuôi dưỡng người có công ở xã Đông Kinh, các phòng khám y tế tư nhân và một số trạm y tế trên địa bàn, các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ kỳ vọng mỗi y bác sĩ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm ôn lại truyền thống và biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã không ngừng rèn luyện y đức, đổi mới phong cách, thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều kỹ thuật y khoa mới mà trước đó chỉ có ở tuyến trung ương thì nay đã được triển khai tại bệnh viện, giúp người dân giảm chi phí trong điều trị và giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Công tác phòng chống COVID-19 được bệnh viện thực hiện hiệu quả. Hiện bệnh viện đang điều trị cho trên 100 bệnh nhân F0. Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải phát động phong trào thi đua năm 2022 và trao bằng khen của các cấp cho tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân có biết bao cống hiến của đội ngũ những người làm nghề y. Đặc biệt là trong 2 năm qua, khi mà đại dịch COVID-19 xuất hiện thì những chiến sĩ áo trắng của chúng ta càng vất vả hơn, hy sinh nhiều hơn. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn ngay sau đây, những hình ảnh về một trạm trưởng trạm y tế luôn tận tâm hết mình vì công việc. Ngày làm việc của bác sĩ Tô Thanh Bình, trạm trưởng trạm y tế thị trấn Tiền Hải, thường bắt đầu trước 7 giờ sáng để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp người bệnh. 31 năm công tác trong ngành y, bác sĩ Bình rút ra một điều, người bệnh luôn lo lắng, bất an, cho nên công tác tư tưởng giải tỏa tâm lý cho họ cũng quan trọng không kém việc thăm khám điều trị. Đã là người bệnh thì chúng tôi đều quan tâm như nhau và đều thực hiện các cái hoạt động liên quan đến cái khả năng và chuyên môn cũng như các cái sự cho phép của ngành để đảm bảo được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Khi những trường hợp mà vượt khả năng của bản thân, của cơ sở y tế của mình thì mình tư vấn cũng như thực hiện các cái công tác hướng dẫn cho người bệnh đến những địa điểm mà được chăm sóc tốt hơn. Ròng rã 2 năm qua, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, bác sĩ Bình và các đồng nghiệp lại bước vào một trận chiến mới, khó khăn hơn, vất vả hơn, thời gian vắng nhà nhiều hơn. Những bữa cơm cũng không còn đúng giờ, ngày nghỉ rồi lễ Tết vẫn làm việc xuyên đêm để chống dịch. Có thời điểm không một ai dám lại gần hay tiếp xúc với các ca bệnh, thì khi đó lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp lại thúc giục người chiến sĩ áo trắng tiếp tục lên đường. Đồng chí Bình trạm trưởng ấy, bao quát chung là đồng chí chỉ đạo anh em rất là sâu sát, mà người dân đến thì đón tiếp rất nhiệt tình, mà tư vấn mọi cái là rất là chu đáo. Trong lúc vật liệu y tế thì có lúc có thể thiếu một tí, nhưng mà đồng chí trạm trưởng đã giải thích nhân dân rất là hài lòng. Trong mọi công việc, bác sĩ Bình luôn tự giác gương mẫu nghiêm túc, cùng với tập thể cán bộ y bác sĩ của trạm xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nhiệt tình trong công tác, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của nhân dân. Đồng chí trưởng trạm là một người rất là gương mẫu, đảm bảo thời gian giờ giấc, việc nào ra khỏi đấy đồng chí cũng rất là tình cảm, gắn bó, rất thân thiện và tạo điều kiện cho anh chị em. Không phải ngày trực cũng đến, cần giấy chuyển tuyến hoặc là giấy hoàn thành cách ly hoặc quyết định F0 mà phải tạo điều kiện cho họ là đồng chí đến làm luôn. Cũng gửi gắm đến các bạn có nguyện vọng vào trường y là chúng ta luôn luôn là những cái người mà sẽ thực hiện cái công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân thì phải có cái tâm và có tâm huyết đối với nghề. Trở thành người thầy thuốc cũng chính là gánh trên vai trách nhiệm cứu chữa sinh mạng người bệnh. Niềm vui lớn nhất của bác sĩ Bình cũng như đội ngũ y bác sĩ là được bệnh nhân tin tưởng, là động lực để ông và các đồng nghiệp tiếp tục học hỏi, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp theo là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có 155 xã, phường, thị trấn phát hiện ca mắc mới. Song tại các huyện, thành phố, số ca mắc tại cộng đồng đều giảm. Cụ thể, Hưng Hà giảm 34 ca, Kiến Sương giảm 23 ca, Tiền Hải giảm 22 ca, Đông Hưng giảm 8 ca, Vũ Thư giảm 6 ca, thành phố giảm 1 ca. Các ca nhiễm mới liên quan đến công ty không tăng, 33 ca, 150 ca liên quan đến trường học, 4 ca là F1 chuyển thành F0. Số còn lại chủ yếu được phát hiện qua test nhanh sàng lọc người có triệu chứng. Hiện ca nhiễm mới đã và đang được xác định nguồn lây, lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để không để dịch lây lan rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong vùng cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc người dân chủ động test nhanh COVID-19 tại nhà đang ngày càng phổ biến. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Đức Lam, Phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình sẽ hướng dẫn cụ thể từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách đọc kết quả. Để thực hiện đúng quy trình xét nghiệm test nhanh COVID-19 tại nhà thì quý vị cần chuẩn bị một bộ sinh phẩm test nhanh COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép, bao gồm các thành phần sau: que lấy mẫu dịch tị hầu, vô trùng, ống nhựa đựng dung dịch đệm, lút màng lọc nhỏ giọt, khay thử, giá đỡ ống chiết mẫu, hướng dẫn sử dụng. 6 bước thực hiện test nhanh COVID-19 bao gồm các bước sau: trước khi lấy mẫu thì đọc kỹ hướng dẫn sử dụng test nhanh của nhà sản xuất. Người lấy mẫu được thực hiện vệ sinh tay và sát khuẩn tay. 2 là chuẩn bị lấy mẫu, lấy khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Đặt khay thử lên trên bề mặt phẳng sạch nằm ngang, lấy que ngoáy tị hầu ra khỏi túi và tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm.
Bước thứ ba là lấy mẫu bệnh phẩm. Lưu ý là bệnh phẩm được lấy không đúng cách sẽ cho kết quả không chính xác. Cứ thế ngồi lấy mẫu, ngồi yên và đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Đối với trẻ nhỏ thì đặt ngồi trên đùi của cha, mẹ. Lưng trẻ thì đối diện về phía ngực cha mẹ. Và cha mẹ cần ôm giữ trẻ chặt cơ thể và tay trẻ. Yêu cầu cha mẹ là ngả đầu trẻ ra phía sau. Cầm que lấy mẫu đưa nhẹ nhàng vào mũi. Vừa đẩy vừa xoay giúp que lấy mẫu đi dễ dàng vào sâu một khoảng vào 1/2 độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía. Giữ que lấy mẫu tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 giây, đảm bảo dịch thấm tối đa. Từ từ xoay và rút que lấy mẫu ra và cho vào ống đã chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Xin lưu ý là nếu chưa đạt được độ sâu 1/2 bằng chiều dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút que lấy mẫu ra và thử lấy mũi bên kia. Khi cảm thấy que lấy mẫu chạm vào thành sau họng mũi thì chúng ta sẽ dừng lại và xoay tròn rồi từ từ rút que lấy mẫu ra. Bước tiếp theo là việc tách chiết mẫu, nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết, xoay và miết đầu que vào thành đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút, chúng ta bóp hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu dung dịch càng nhiều càng tốt. Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt, lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu, tránh để dung dịch chạm vào đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Chúng ta sẽ nhỏ 3 giọt mẫu chiết từ ống vào ô mẫu SC của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Và bước tiếp theo là bước đọc kết quả. Tùy theo hướng dẫn của từng loại sinh phẩm, thời gian đọc kết quả là khác nhau. Thông thường thời gian đọc kết quả từ 15 đến 30 phút. Chúng ta không đọc kết quả trước hoặc là sau thời gian quy định của nhà sản xuất sinh phẩm. Kết quả âm tính là chỉ xuất hiện vạch trứng C, vạch đỏ. Kết quả dương tính xuất hiện cả vạch trứng C và vạch kết quả T là vạch test. Kết quả không có giá trị là cả vạch trứng C và vạch kết quả T không xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện vạch kết quả T. Người dân cần lưu ý nếu vạch trứng C không xuất hiện có thể do thiếu mẫu hoặc test thử bị hỏng. Lúc này chúng ta phải thực hiện lại test xét nghiệm hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hỗ trợ. Sau khi thực hiện test nhanh COVID-19 để đảm bảo an toàn sinh học, các bạn cần phải thu gom và xử lý vật liệu xét nghiệm đã được sử dụng. Tất cả các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng được xem như là chất thải lây nhiễm, chúng ta cần phải thu gom và xử lý theo đúng quy định. Rác thải thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi lại. Các túi màu vàng phải được dán nhãn là chất thải bỏ có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để nơi cố định và thông báo cho tổ COVID cộng đồng hoặc là đơn vị chức năng tại địa phương thu gom xử lý theo quy định đối với chất thải lây nhiễm và không cho chung các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng vào rác thải sinh hoạt thông thường tại gia đình. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi thả mới. Giá xăng dầu liên tiếp tăng khiến đời sống của lao động tự do và lao động có thu nhập thấp thêm khó khăn. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã đốt lửa lần đầu thành công cho tổ máy số 1. Đây là dấu mốc quan trọng tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mốc tiến độ tiếp theo của dự án. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đã đạt trên 88%, trong đó công tác thiết kế đạt gần 100%, mua sắm đạt gần 96%, thi công xây lắp đạt gần 88%, chạy thử đạt gần 26%. Những ngày này, 24 đơn vị tham gia thi công và chạy thử, gồm 20 nhà thầu thi công trong nước, 4 nhà thầu nước ngoài, luôn duy trì trên 500 công nhân và kỹ thuật trên công trường. Theo các mốc tiến độ của dự án, thì tổ máy số 1 phấn đấu đốt dầu phát điện vào 30 tháng 4 và đốt than phát điện vào ngày 16 tháng 6 năm nay, với tổng công suất 1.200 MW, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất thuộc nhóm lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ. Những ngày này, PVN đang chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiên cứu giải pháp bù tiến độ, trong đó bố trí thi công làm 3 ca, đồng thời chú trọng chăm lo động viên, hỗ trợ người lao động và cán bộ công nhân viên trực tiếp thi công xây dựng tại nhà máy, chú trọng đảm bảo an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy. Không ngừng đổi mới công nghệ, luôn đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa ngành dệt sợi, công ty trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Hương Sen Comfort luôn duy trì được thị trường xuất khẩu ổn định nhờ sản xuất mặt hàng sợi cao cấp.
Với hệ thống máy móc thiết bị nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng của Thụy Sĩ, Đức, Ý, công suất 7.000 tấn một năm, phục vụ tiêu dùng ở trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, tạo việc làm cho trên 200 lao động. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song trong cả năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đơn vị này vẫn duy trì sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước. Các sản phẩm của nhà máy sản xuất đều là loại sợi cao cấp nên thị trường xuất khẩu tương đối thuận lợi. Trung bình mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Hưng Sen Comfort sản xuất gần 1.000 tấn sợi cao cấp thành phẩm. Năm nay, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 4.300 ha. Thời gian qua, các địa phương tích cực cải tạo ao đầm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi thả mới. Với các hộ nuôi trồng thủy sản như gia đình anh Nguyễn Xuân Sứ, thì việc cải tạo ao đầm hàng năm được cho là bước quan trọng nhất, góp phần quyết định tới sự thành bại của vụ nuôi mới. Vì thế mà trước khi thả 1 triệu con tôm sú cho vụ nuôi năm nay, anh Sứ đã chủ động các biện pháp cải tạo ao đầm. Mỗi một năm đấy mình hoặc là mỗi vụ đấy, mình nuôi tôm thì là những cái thức ăn dư thừa rồi là những cái chất thải của tôm nó đào thải ra. Thì nếu như mà khi mình nuôi khoảng canh như này thì nó vẫn còn năng động lại ở trong cái đáy ao của mình. Thì mỗi một vụ mình nuôi như thế xong rồi mình có những sự cải tạo, mình bơm cạn đi, xong rồi là phun rửa qua đi một lần, xong rồi mình rắc vôi thì nó đem lại những cái diệt cho mình những cái vi khuẩn trong đáy ao, trong cái môi trường nuôi của mình. Năm nay, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 4.300 ha, gồm nước mặn 1.300 ha, nước lợ 1.400 ha, nước ngọt 1.600 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 60.000 tấn, tăng hơn 5% so với năm trước. Để đạt mục tiêu này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thực hiện tốt những biện pháp cải tạo ao đầm. Với vùng chuyển đổi tập trung thì hướng dẫn bà con nông dân, thứ nhất là chúng ta tháo cạn nước, sau đó vệ sinh tu sửa đầm cống và rắc vôi khử trùng, giải phóng các loại khí độc của vụ nuôi trước và tập trung cải tạo từ 15 tháng 1 cho đến hết tháng 3 dương lịch. Sau đó chúng ta tập trung vào công tác chuẩn bị lấy nước gây màu để chuẩn bị thả giống trước và sau thanh minh một tuần. Đối với vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ, huyện Thái Thụy khuyến cáo người dân sử dụng phương pháp cải tạo khô và cải tạo ướt, sử dụng máy sục rửa bùn, thu dọn rong rêu và gia cố lại hệ thống bờ cống. Với những vùng nuôi nhỏ lẻ, thực hiện việc sục rửa đáy ao và cho nước vào ao nuôi theo lịch xả nước đổ ải. Bên cạnh đó, vệ sinh, san phẳng mặt bãi, gia cố lại lưới vây và phun cát bổ sung để phòng những bất lợi của thời tiết thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu liên tiếp leo thang tác động mạnh nhất đến các hộ nghèo, công nhân, người lao động vốn đã rất chật vật mưu sinh trong mùa dịch COVID-19. Mặc dù thị trường chưa bị biến động nhiều, nhưng ảnh hưởng của giá cả tăng đã hiện rõ, buộc nhiều người phải chủ động thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm chi tiêu, chi phí kinh doanh, sinh hoạt, đi lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Nguyễn Văn Tiến làm nghề shipper nhiều năm nay. Mỗi lần xăng tăng giá là một lần anh và những người làm cùng nghề thấp thỏm lo âu, bởi hợp đồng vận chuyển đã ký với mức giá cố định, còn giá xăng thì thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng cao. Khi chúng tôi đã ký kết và đảm bảo cho các đầu mối shop là 10 đến 15.000 một đơn. Lúc trước ngày thì chúng tôi chỉ chạy đến 80-100.000 tiền xăng dao động thôi. Đến hiện tại bây giờ thì phải giảm đến 120-150 và số lượng đơn vẫn giữ nguyên như vậy nên là đã giảm thu nhập của anh em khá nhiều. Còn với người lái xe ôm này, chưa năm nào ông thấy khó khăn như năm nay. Giá xăng tăng, cước xe lại giảm, mà khách thì không có. Ngày xưa đi xa, ví dụ về Tiền Hải đi, là 120.000 đi. Nhưng bây giờ chắc chỉ 100.000 thôi. Xăng tăng nhưng mà khách không tăng đâu. Mà giá cả nó mới thụt xuống ấy, thì người ta mới đi cạnh tranh nhau từng đồng một. Ấy. Rất là vất vả đấy. Nếu xăng tăng là dân lao động như bọn tôi là khổ lắm đấy. Làm nghề buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ, di chuyển chủ yếu bằng xe máy, nên ông Phạm Hữu Trường xác định lấy công làm lãi, bởi thời điểm hiện tại, chi phí di chuyển tăng lên nhưng giá cả hàng hóa vẫn phải bán theo mặt bằng chung. Trước kia là đổ hơn 55.000, giờ phải 70.000, xăng tăng 70.000, 75.000, 80.000 với đùa đầy. Xăng tăng mà buôn bán nó không có công mấy, nói thật công không được bao nhiêu, không như trước. Chứ xăng thấp thì còn có công, bây giờ xăng cao không có công. Câu chuyện xăng tăng giá không chỉ tác động đến đời sống của lao động tự do, mà với cả những công nhân có công việc ổn định, thì mỗi lần xăng biến động là một lần thắt chặt chi tiêu. Ở bên Thái Thụy,
mà vừa đi vừa về là 52 cây. Mỗi tháng là như trước thì xăng rẻ thì tôi đi 500-600, nhưng bây giờ đến 800-900. Cứ giá xăng như thế này thì tôi cũng càng ngày càng eo hẹp đi. Nên là tôi cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Cùng với giá xăng, các mặt hàng thiết yếu cũng đồng loạt tăng nhẹ, tiếp tục đè nặng lên vai của những người lao động tự do không có thu nhập ổn định. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hưng Bắc Thái Bình đã diễn ra lễ trao thưởng cho khách hàng từ chương trình đăng ký Agribank e-mobile banking nhận vàng như ý. Đây là khách hàng đầu tiên của chi nhánh huyện Đông Hưng và là một trong 8 khách hàng toàn quốc được nhận thưởng cao nhất từ chương trình. Sau gần 2 tháng triển khai đã thu hút đông đảo khách hàng tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung tham gia chương trình khuyến mại đăng ký Agribank e-mobile banking nhận vàng như ý. Ngày 15 tháng 2, Hội đồng quay số trúng thưởng Agribank đã quay số xác định khách hàng may mắn trúng giải thưởng của chương trình. Kết quả tại Agribank chi nhánh Đông Hưng, Bắc Thái Bình có một khách hàng may mắn trúng giải nhất trị giá một lượng vàng SJC là bà Lưu Thị Thảo ở thôn Cao Mỗ, xã Trương Dương, huyện Đông Hưng. Chương trình khuyến mại đăng ký Agribank e-mobile banking nhận vàng như ý do Agribank phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPay thực hiện từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022. Để khuyến khích khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ thanh toán trên kênh giao dịch điện tử, góp phần tăng thu dịch vụ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.